tạo gian hàng VIP trên sàn FVC với chi phí 0 đồng. Còn chần chừ gì nữa, truy cập ngay thôi. Sàn FVC, mua dễ dàng, bán nhanh gọn. Bắt tay cái nào, giật giật đi. Lại gặp nhau. Gặp nhau. Chìa cái tay ra đây nè. Hai anh trai của tôi. Bình Nguyễn Bonsai Garden. Đường 379 Eco Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Rất chuyên nghiệp nha. Wow. Tác phẩm hoa giấy. Quá đẹp. Quá đẳng cấp. Cây trong vườn bonsai Bình Nguyễn, một trong những vườn bonsai đẳng cấp Hà Nội. Hôm nay sẽ quay chậm như cả nhà, chậm để quý vị các bạn ngắm cho nó kỹ. Anh Phúc à, khỏe chứ anh? Anh này anh mới đến đây lần đầu đúng không? Đúng không? Anh cảm nhận về cái khu vườn này thế nào? Một trong những cái vườn mà cũng là hiếm có ở cái khu vực này. Với anh thì một cái khuôn viên như này thì anh cảm thấy nó là mỹ mãn. Mơ ước những anh em làm cây, nhiều người làm mơ làm sao có một cái khuôn viên như này để mình thể hiện những cái sự trình bày, những cái tác phẩm của mình nó phải có những cái vị trí đẹp để mọi người ngắm như này là rất hiếm. Vâng. Ok, cảm ơn anh. Anh Phúc Ảnh Văn Giang. Đấy, cái cây vú sữa này. Nó mới xỉnh lại cái tàn. Úi giời, vẽ ra một cái nó đẹp long lanh luôn. Quá tuyệt vời, cây bú sữa. Bên này thêm một cây linh sam nữa. Quá đẹp. Ngày hôm nay ở Hà Nội mưa suốt cả ngày mà đến chiều giờ thì nó lại tạnh. Quá ok luôn, đôi sam đổ. Con cháo trước rồi mà chờ hết. Đôi sầm mới thác đột quá đẹp. Tiếp tục lại được ngắm cây khế. Ô, cây khế đang ra rất là nhiều quả nhá. Cực kỳ là nhiều hoa mà ra rất nhiều trái luôn. Thế là đẳng cấp đấy. Quá đẹp luôn. Cái dâm bụt lại chuyển sang đây.
quả chậu đẹp không quý vị, quả chậu quá đặc biệt luôn. Chào gia đình nhá. Ôi tóc tóc chỉ sao ấy? Đấy đang bị giật điện đấy em ạ. Điện điện giật à? Giật. Hay là đây là kiểu như nó cháy dở? Giật xanh đỏ. Giật xanh đỏ thì vàng nó sun. Các sếp đang, các chuyên gia đang tọa đàm đấy. Rồi cây vú sữa này thì khỏi bàn luôn, quá đẹp. Quá nhiều người mơ ước muốn sở hữu cái cây vú sữa này mà. Thôi không có liên quan gì đâu, không có liên quan gì đâu anh nhá, không có liên quan gì đến em hết. Cây dâm bụt bé tí nhiều chưa đây này. Lại thay đổi cái góc view này là nhìn nó khác hẳn rồi đây. Cái du này cũng nhập khẩu bên nước ngoài, cái du thác đổ cực đẹp luôn. Cái du này quá hiếm. Hello, ăn ngon đấy. Xin chào. Chào anh Thương. Chị có sang không anh? Yeah. Hôm nay nhà vườn Cường Bin Nguyễn Bonsai Garden tổ chức buổi giao lưu gặp mặt với lại các anh em ở Hưng Yên. Số lượng khách mời hôm nay khoảng 50-60 người. Chương trình giao lưu gặp mặt và Cường cũng nhân tiện cũng là cái chương nằm trong cái chương trình ra mắt vườn bonsai garden bonsai Bin Nguyễn. Bin Nguyễn bonsai garden. Nhiều tác phẩm đẹp phải không quý vị? Rất là đẹp luôn. À cây hoa sữa này chuyển ở góc này rồi. Đây những cây sam đổ quá đẹp. Wow, cây này đẹp quá trời. Xem ra thì ngày hôm nay sẽ có một bữa tiệc rất là trang trọng, sang trọng, thịnh soạn.
do sợ trời mưa nên là tổ chức ăn trong nhà. Hôm trước là tổ chức ngoài trời và có cả ban nhạc công chơi rất hay. Ra đằng sau mới là khu vườn chính. Hết một loạt chậu luôn. Quý vị nhìn thấy nó đẹp không ạ? Mời cả nhà đang ngắm cái cây phi lang này. Ui dồi ôi, mưa này mà tạo dáng là chụp hình thì chết rồi. Hơi khoai đấy. Đây này, xem cái phi lao này, kinh điển. Quá vui nhỉ. Khả năng là Nam Malay phải chặn, xây chặn. Kinh nhông này. Để anh Tư Đen nhé. Anh giống cái cây phi lao này thế. À. Chào sư phụ, Tuấn sư phụ nhá. Vừa đến là Tuấn sư phụ. Vừa đến ạ. À thôi, hôm nay đang mặc quần sóc đấy này. Sóc đi dép đây này. Cái gì đồng tiền quá đẹp. Ôi dồi ôi, nói đủ nghe thôi. Không nói to quá người ta bảo ông này không biết nói gì. Chào các bạn nha. Xì đồng tiền rất là to, vĩ đại luôn. Cây này thì vẫn nhỏ hơn cái cây của anh nha. À, anh Phong Neo Garden. Đây là bộ Sam. À, lại gặp nhau à? Chúng mình lại gặp nhau à? Vui như ta. Rồi, chào anh Kiệm nhé. À, chào anh Vũ Minh Châu. Con này áo hồng đĩ thế. Là em chào anh áo hồng ạ. Rồi, xin chào Hoàng Đình Kiệp. Đây là gọi là áo hồng hay là áo gì? Này còn là áo hương à? Đang yêu. À, đang yêu. Đúng không anh? Tình yêu của anh yêu Châu nó là vô bờ bến. Mai cắt tóc nha. Vô bờ bến nào cả. Chuẩn bị sự kiện nhá. À, con này còn phải còn dành cho nhiều người chứ. Tình yêu chỉ dành cho một người chan chứa sâu sắc. Ghê rất vui anh em tình cảm giao lưu với nhau thường xuyên nên gần như là anh em chúng tôi thể trở nên quá thân thiết hay đùa vui. Vị ngắm bộ sam này mới lên lá đẹp tuyệt vời. Sau đó hồ sơ nha, đâu người ta làm bài như thế nào không? Không phải đá như thế nào đâu.
củ chuối ấy chặt ra to nhỏ toàn cao nhân cao thủ. Chào. Ông này là thấp thủ à? Ôi ra im thế nhỉ, thấp thủ gặp các cao thủ à? Ông anh mình ra im thế, đâu có cũng vậy hết trơn á, tại là ngủ quên á. Phương Hoa đâu? Phương Hoa đi du lịch rồi. À thế à? Vâng. Chúng em trong một thứ anh ấy, cơ hội bắt tay em rồi, chưa có thì em đang nói chuyện người. Đây, dạ. Cơ hội bắt tay. Đúng rồi, đúng nhiều nhưng mà em cần thơ. Anh thì chưa biết em biết em là gạo trắng nước trong chủ vườn như thế nào, nhưng mà ít nhất là anh nghe tiếng là biết em là người miền Nam ra. Dạ. Nhiều lúc mà em đang nói chuyện người khác không có cớ tự nhiên anh bảo bắt tay em thì nó. Xin lỗi anh trực đây là tác giả của khu không gian vườn. Dạ. Anh ra đây thi công cái khu vườn rất là. Cảm ơn các em. Hiển danh hết tất cả các anh tài. Dạ. Dân ta khai hoa hợp là. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ nó cả một cái tấy ở đằng sau dân 13 rồi. Cái chuyện đẹp. Vườn đẹp chưa quý vị? Sự là rất trân trọng cái khu vườn này. Một là nó quy tụ rất nhiều cái tác phẩm bonsai nhé. Bonsai. Đẳng cấp. Chương trình giao lưu rất thú vị, bổ ích. Mọi người kéo đến đây rất là đông vui. Nếu mà trời không mưa mà tổ chức ngồi ngoài cái thảm này thì quá đẹp. Xuống bây giờ nó lên tiền tỷ rồi. Ok, tạm biệt quý vị. Tôi sẽ dừng lại để chia thành hai video nhé.